Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Bấy giờ, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthew thuật lại câu chuyện một người có nhiều của cải đến xin Chúa Giêsu chỉ cho cách để có được sự sống đời đời. Giả như người này giàu một cách bất lương, thì chúng ta có thể nghĩ rằng lương tâm hắn ta bị cắn rứt, cho nên hắn ta mới ăn năn sám hối. Nhưng người này ngay thẳng, lương thiện, đạo đức và chắc hẳn được kính nể. Bằng chứng là khi Chúa hỏi anh có biết các điều răn: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Người này vừa giàu có lại vừa lương thiện, thế nhưng anh vẫn cảm thấy một sự thiếu vắng nào đấy trong tâm hồn. Vì thế, anh tìm đến Chúa Giêsu để xin Chúa chỉ cho cách lấp đầy sự thiếu vắng mà tâm hồn anh vẫn hằng khao khát. Khi người giàu này tìm đến với Chúa, xin Ngài chỉ cho cách để có được sự sống đời đời, thì điều này hàm nghĩa rằng sự giàu có vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho khát vọng hạnh phúc của con người. Khi Chúa Giêsu nói với anh: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Thì anh ta buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Điều này cho thấy có một sự giằng co rất lớn trong tâm hồn anh ta. Anh ta giằng co bởi vì anh ta đang sở hữu rất nhiều của cải, mà bây giờ Chúa Giêsu lại bảo anh ta hãy bỏ những sở hữu đấy đi. Thật vậy, người giàu có này bỏ đi không phải là anh ta không còn khao khát sự sống đời đời nữa, nhưng là vì anh ta không có can đảm để từ bỏ những điều mà anh ta đang lệ thuộc. Sự giằng co của người giàu có trong Tin Mừng hôm nay cũng là sự giằng co trong tâm hồn của mỗi chúng ta, nhưng có thể ở nhiều cấp độ khác. Khi nghe nói đến của cải, chúng ta thường nghĩ đến vật chất, tiền bạc. Thế nhưng, chúng ta quên mất rằng của cải ở đây nó cũng có thể là sức khỏe, sắc đẹp, tài năng, tri thức, địa vị, vân vân. Như vậy, mỗi chúng ta đều có những sở hữu của cải.
mỗi chúng ta cũng có thể cảm nhận nỗi khó khăn khi phải khước từ những sở hữu đó để sống cho Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Nhưng chắc hẳn, chúng ta cảm thấy đời sống thể xác cũng thật hấp dẫn và rất khó từ bỏ. Vì thế, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận ơn khôn ngoan, để trong mỗi tình huống, mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta sáng suốt chọn lựa và hành động trong niềm tin và hy vọng vào sự sống đời đời.